Để giải quyết vấn đề táo bón ở trẻ nhỏ, không ít cha mẹ đã tìm đến các món ăn nhuận tràng cho bé. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách lựa chọn đúng loại thực phẩm mà bé cần. Hiểu được điều đó, tại đây tôi sẽ cung cấp cho bạn những thông tin đầy đủ và chi tiết nhất về các món ăn cần thiết giúp hỗ trợ giải quyết táo bón ở trẻ hiệu quả. Trước khi tìm hiểu về các món ăn nhuận tràng cho bé, cha mẹ trẻ cần dựa vào các dấu hiệu để xác định rằng có phải con mình đang bị táo bón không. Dấu hiệu táo bón ở trẻ có thể khác nhau tùy thuộc vào độ tuổi và chế độ ăn uống của trẻ. Tuy nhiên, nhìn chung trẻ thường có các dấu hiệu bao gồm: đi tiêu không thường xuyên, phân đặc như đất sét, cảm thấy khó khăn, mất nhiều thời gian và mất sức khi cố gắng đi tiêu, có vệt máu đỏ trong phân, chán ăn so với bình thường, bụng cứng. Nguyên nhân gây ra táo bón có nhiều nguyên nhân có thể gây ra táo bón ở trẻ một số nguyên nhân thường gặp có thể bao gồm chế độ ăn uống chế độ ăn nhiều loại thực phẩm chế biến sẵn và ít rau quả tươi có thể dẫn đến táo bón do đó mẹ cần tìm hiểu về món ăn nhuận tràng cho bé để ngăn chặn vấn đề này thêm vào đó trẻ em uống một lượng lớn sữa bò mỗi ngày cũng có thể bị táo bón các thói quen nín nhịn khi đang có nhu cầu đi đại tiện nhiều em nhỏ vì mải chơi mà bỏ đi vệ sinh điều này làm phân trở nên cứng hơn và lớn hơn cũng vì vậy mà nó khiến lần đi tiêu tiếp của bé trở nên khó khăn hơn. Trẻ bị táo bón do ít vận động, đó là khi trẻ dành nhiều thời gian để xem tivi hay chơi trò chơi điện tử. Điều này đồng nghĩa với việc trẻ ít ra ngoài vận động hay tham gia các hoạt động thể dục. Trong khi đó việc vận động cũng góp phần giúp thức ăn được di chuyển trong ruột dễ dàng hơn. Các món ăn nhuận tràng cho bé bị táo bón. Trong cuộc sống hàng ngày có rất nhiều món ăn chứa đa dạng chất dinh dưỡng tuy nhiên đâu mới là món ăn nhuận tràng cho bé mà cha mẹ cần quan tâm dưới đây là một số gợi ý thiết thực của chúng tôi một món ăn nhuận tràng cho bé sữa chua sữa chua có chứa các vi sinh vật được gọi là probiotic hay còn gọi là lợi khuẩn từ lâu chúng được biết đến bởi khả năng giúp cải thiện sức khỏe đường ruột và làm mềm phân do đó mà đây là một trong những thực phẩm không thể thiếu trong danh sách các món ăn nhuận tràng cho bé tuy nhiên ba mẹ cần chú ý một số điều khi cho trẻ ăn sữa chua nên cho trẻ ăn sữa chua sau bữa ăn sáng hoặc ăn trưa từ 1 đến 2 giờ. Không nên cho trẻ ăn sữa chua vào buổi tối hoặc khi đói. 2. Món ăn nhuận tràng cho bé, rau có màu xanh đậm. Bông cải xanh có chứa sulforaphane, đây là một chất có thể bảo vệ ruột và giúp dễ tiêu hóa. Sulforaphane cũng có thể giúp ngăn chặn sự phát triển quá mức của một số vi sinh vật đường ruột có khả năng cản trở quá trình tiêu hóa. Gần một nửa chất xơ trong đậu bắp là chất xơ hòa tan, giúp giảm mức cholesterol và giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Bên cạnh đó, chất xơ không hòa tan cũng được tìm thấy trong đậu bắp. Chính loại chất xơ này giúp giữ cho đường ruột khỏe mạnh, giúp giảm táo bón và có năng làm giảm nguy cơ ung thư ruột kết. 3. Món ăn nhuận tràng cho bé, hoa quả. Trong cả hai loại quả táo và lê chứa một số hợp chất có khả năng giúp cải thiện tiêu hóa. Chúng bao gồm chất xơ, sorbitol và fructose bên cạnh đó những loại trái cây này cũng chứa hàm lượng nước cao từ đó có thể giúp dễ tiêu hóa và ngăn ngừa táo bón để tận dụng tối đa lợi ích từ hai loại quả táo và lê hãy ăn khi chúng còn tươi bên cạnh đó nho cũng là loại quả được khuyến khích cho trẻ ăn nho vừa giàu chất sơ và cũng chứa nhiều nước để giảm táo bón bạn hãy thử cho bé ăn ăn một vài trái nho sau khi đã được rửa sạch một loại quả khác trong các món ăn nhuận tràng cho bé chính là kiwi Trung bình, 100 g kiwi chứa khoảng 2 đến 3 g chất xơ, có thể bổ sung lượng lớn vào phân và tăng tốc độ lưu thông ruột. Kiwi cũng chứa actinidin, một loại enzyme thúc đẩy chuyển động ở đường tiêu hóa. Ngoài ra, nó còn chứa một số chất phytochemical đóng vai trò trong việc cải thiện tiêu hóa. Quả bưởi được biết đến là loại quả rất giàu chất xơ và nước. Vì vậy mà nó có thể làm giảm bớt tình trạng táo bón và được không ít cha mẹ đưa vào danh sách những món ăn nhuận tràng cho bé. Hãy thử cho bé ăn vài múi bưởi mỗi ngày. Các món ăn nhuận tràng cho bé, bánh mì nguyên cám, ngũ cốc. Nhắc đến món ăn nhuận tràng cho bé, không thể không nhắc đến các sản phẩm từ lúa mì, ngũ cốc. Bởi chúng là nguồn cung cấp chất xơ không hòa tan tuyệt vời, giúp tăng trọng lượng phân và tăng tốc độ di chuyển của chúng qua ruột. Do đó việc bổ sung các loại thực phẩm nguồn gốc từ lúa mì và ngũ cốc sẽ góp phần đem lại hiệu quả cho việc điều trị táo bón ở các bé. Các món ăn nhuận tràng cho bé, khoai lang khoai lang chứa một lượng chất xơ lớn giúp giảm táo bón cho bé hiệu quả. Một củ khoai lang bình thường, khoảng 150 gram, có chứa 3,6 gram chất xơ. Khoai lang là một trong những thực phẩm rất tốt cho tiêu hóa. Những trẻ bị táo bón thường được khuyên ăn một củ khoai lang mỗi ngày. Kết hợp các món ăn nhuận tràng cho bé và inso tắc gôn. Các món ăn nhuận tràng cho bé thường khá phổ biến và dễ chế biến. Tuy nhiên, đó hầu như đều là những thực phẩm trẻ không thích ăn. Điều này tạo ra một trở ngại lớn trong quá trình điều trị chứng táo bón của trẻ. Vì thế nhiều bà mẹ đã tìm đến sự giúp đỡ của các thực phẩm chức năng bổ sung chất xơ cho trẻ. Đối với trẻ bị táo bón lâu ngày, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng sản phẩm Inso Đây là một dòng sản phẩm hỗ trợ rất tốt cho hành trình đánh bay táo bón ở trẻ nhỏ. Inso cung cấp lượng lớn chất xơ hòa tan cùng với các chất có công dụng nhuận tràng. Có thể kể đến như sóc bi tôn, lợi khuẩn, mủ chôm, vitamin nhóm B, mỗi ngày một gói inso tắc gôn cùng với các món ăn nhuận tràng cho bé sẽ mang đến hiệu quả giảm táo bón vượt trội. Táo bón có thể dẫn đến khó chịu, chán ăn, tác động đến sức khỏe lâu dài của trẻ. Do đó cha mẹ nên lựa chọn bổ sung thường xuyên các món ăn nhuận tràng cho bé để giúp giảm táo bón, tránh tình trạng kéo dài gây những ảnh hưởng không tốt lên quá trình phát triển của trẻ nhỏ. Gọi nghe hotline để nhận được tư vấn từ các chuyên gia 0929 197 777. Follow kênh để cập nhật thêm nhiều kiến thức bổ ích mỗi ngày nhé.